Mới đây tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet đã tổ chức giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với hai tập đoàn phân phối lớn là Car Holdings và Coupang của Hàn Quốc nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho hàng nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, thời gian qua, riêng trong lĩnh vực nông sản thực phẩm, đối với thị trường Hàn Quốc, Cục đã tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tiến hành giao dịch thương mại, tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành để tiếp cận các khách hàng tiềm năng cũng như thu hút các nhà nhập khẩu Hàn Quốc vào Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng. Trên cơ sở những thành công của hoạt động xúc tiến thương mại đã tổ chức, để nông sản Việt Nam có chỗ đứng tại thị trường Hàn Quốc, hoạt động giao thương lần này tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hai bên có cơ hội tìm kiếm được đối tác tin cậy, hợp tác hiệu quả. Các doanh nghiệp hai bên tham gia giao thương lần này đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về khả năng, điều kiện mua bán hợp tác thực chất đôi bên cùng có lợi.